đèo Nại. Mình quay từ đèo Nại các bạn. Trên đường Thiên Lý Nam Bắc. Quay từ đèo Nại. Mình đang lên đèo Nại. Ở đâu mình cũng không biết luôn. Ở Phú Yên hay là Bình Định vậy. Mình vừa ra khỏi thị xã Sông Cầu các bạn. Mình đang lên đèo Nại. Mình đi đêm các bạn, mình quay đêm. Quay cảnh đẹp ban đêm trên đèo Nại. Cái này đèo chứ không phải cầu nha các bạn. Để đèo Nại. Có thôi mình không thấy vậy thôi. Đang leo đèo Nại. Đầu núi 5000m. Leo đèo ban đêm các bạn. Chưa đi đường này bao giờ. Bạn thấy mênh mông ở dưới đẹp không bạn? Quá đẹp. Mình đang trên đỉnh đèo, đỉnh núi vậy. Rồi mình đổ dốc. Hướng trong Nam ra Bắc các bạn. Ở dưới là ở đâu mình cũng không biết luôn. Rất là đẹp. Đường vắng. Khuya. Chỉ có hai vợ chồng mình đi. Quốc lộ 1A đoạn Phú Yên Bình Định. Ở đây chưa biết nó tới đến Bình Định chưa hay là còn Phú Yên. Đường này là đường Thiên Lý Bắc Nam. Mình đi hướng từ Nam ra Bắc. Và đổ đèo tiếp các bạn. Hôm qua mình thấy mới
sâu. Ở trong hình thì thấy nó bình thường, ở ngoài nó chúa xuống như lắm rồi. Đường đèo núi quanh co mà không có đèn đường các bạn, chạy quanh quanh sướng lắm. Ở phía dưới đẹp, ở phía dưới là biển hay là cái gì mình cũng không biết, đường tối quá mình không biết. Đi lần đầu tiên, chạy thử đường đêm lần đầu tiên. Đây có đèn đường. Phú Hưng. Phú Hưng của xã cái gì, Nguyễn Chi, tỉnh đây, nào? Nhiều bạn đi thường xuyên thì thấy bình thường, mình nhỏ lớn giờ mới đặt chân đến lần đầu tiên, mình thấy rất là lạ. Đường quanh co uốn lượn rất là đẹp, đường rộng thênh thang, đèn điện sáng trưng, có chỗ thì tối thui, ổ voi ổ gà không. Đoạn này tương đối là liền lạc dễ đi, có chỗ thì nó không có đi được các bạn, tưng dữ lắm. Mình cứ che bừa, mình cũng không biết chỗ này là chỗ nào. Xã nào tỉnh nào mình cũng không biết luôn. Đây là ở quốc lộ 1, đoạn giữa hai tỉnh Phú Yên và Bình Định, mà mình không biết có qua để tới Bình Định chưa. Quy Nhơn, Bình Định, về tới bến xe miền Đông. Coi bảng hiệu bên đường mà trời nhìn hoài không thấy cái nào hết. Ở đây người ta không có ghi trên cái bảng hiệu.
từ đây đến Quy Nhơn còn 30 km nữa, mà mình không biết đây có vô đến Bình Định chưa. Em coi bán hiệu bên đường ra đến Bình Định chưa? Coi có tới Bình Định chưa? Thì Quy Nhơn là thành phố của Bình Định. Coi cái hàng cuối cùng á, bên tay phải, tỉnh Bình Định là đến Bình Định. Hai bên là mình thấy nước không à, bên nào cũng nước không. Đường thấy xe chạy rất là nhiều. Mình cứ chạy bình thường 50 được rồi. Cứ chạy thấp nhất trong nội thành là 50, trong khu dân cư 50, mình cứ chạy 50 thôi. An toàn nhất là cứ chạy 50. Đèn leo lét cũng được. Mình rời quốc lộ 1 và mình đi đường trong này mà. Mình thấy chị Google chỉ mình cứ đi chứ mình chưa đi bao giờ. Mình cứ chạy. Đi rồi sẽ đến. Quen đường thì chạy rất là lẹ. Nếu mà đường này ngoài khu dân cư thì chạy 80 vì 4 lần đường. Trong khu dân cư thì chạy 50. Có trạm xe buýt. Đường này chỉ Google để là đường 1D. Còn 27 km nữa sẽ đến Quy Nhơn. Đường mới.
mới cũ gì mình ở đâu đây mình biết. Chưa đi bao giờ, thấy cái lằn xe nè mới nè. mình chưa đi bao giờ. Đây có đèn đường. Có đèn đường yên tâm, đường mình thấy rõ từ xa. Đây là cây xăng này. Đây có cây xăng. Cứ chạy cặp bờ biển mà. Đụng lên gió, đụng lên gió tạt ở dưới biển lên. Quy Nhơn 22 cây, khu công nghiệp Sông Cầu phải. Quy Nhơn đi thẳng đường thường rất là đẹp liền, nắng mạnh và không có bảng hiệu gì thì mình cứ chạy theo quy định là 80. Còn có quy định khu dân cư thì chạy 60, 50. Đường rất là láng, chạy sướng. Mình
xa rồi mà, đây còn có năm cầu Xuân Hải, còn có mười mấy 20 cây số nữa đến trung tâm thành phố Quy Nhơn rồi mà. Như bên đấy xong cầu thì Xuân Hải. Mấy cây số nữa đến trung tâm Quy Nhơn. Vừa cua mà vừa dốc, mà vừa tưng thì mất cỡ, vừa cua vừa dốc mà vừa tưng, mà đánh cái vòng tròn luôn. Trên bánh gò mình thấy biển không? Đâu cũng biển không? Giờ mình xuống dốc, bên phải cứ là biển. Biển Quy Nhơn. Một bên núi, một bên biển.
và mình chạy ở giữa. Có nhiều nước cũng có, nhưng miền Trung là cảnh đẹp bên núi bên biển. Nam có cảnh này nữa. Nhiều nước cũng có. Nước cũng có nhưng bên biển với bên ruộng với bên ấy thôi chứ không có gì. Núi. Ôm theo cái bãi biển lên là xuống sẽ nặng quanh theo ôm qua núi quốc lộ 1 này là không có quốc lộ 1 đường 1D rồi là 1D quốc lộ 1D cũng là quốc lộ 1D. Đường liền thì được, có trớt chạy lên luôn, còn ngoài đường dằn thì mất trớt. Quen được rồi, không thấy cái chân dốc nữa, không thấy cái đỉnh, thấy cái chân dốc, thấy cái đỉnh, không có chân, đang ở trên đỉnh. Lên, cái trơn chạy lên. Dắp lên mặt cao. Lên núi. Xuống, cần lấy dốc chạy lên. Rồi, lên không nổi, trả số.
tròn xong rồi xe ngược lại. Rồi đổ dốc, nãy giờ lên dốc rồi xuống dốc. Lên đỉnh núi rồi đó đó. Bỏ tha không? Thì chạy quanh quẹo quẹo họ lên tới trên đó đó, sáng sáng. Đó là cái núi gì trên đó? Ghê chưa, Quy Nhơn á, biển Quy Nhơn giống như ngoài thành phố Quy Nhơn, ngoài có lẽ là giống như đường Trần Phú của ngoài Nha Trang. Còn
gọn, quanh hết bên đây rồi quanh hết bên kia. Lắm được quen á, mình không quen đường chạy 50-60 là nhiều rồi. Đổ dốc chuẩn bị xuống thành phố Quy Nhơn. Quá đẹp, phải nói là con đường 1D này quá đẹp. Cua đẹp, lượng quá. Chất lượng đường ngon. Eo quá, eo là eo. Chạy thoải mái. Quê cũng rắc mà, rắc. Thì lượng ta. Con đường làm kỳ công. Lượng qua lượng quẹo trái xong. 10 mét, quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải. Hôm cua thầm bãi biển, con đường đúng là con đường để du lịch. Rất là đẹp. Mình chạy ban đêm mà cảm giác còn đẹp. Chạy không buồn ngủ, nó cứ quanh qua rồi quanh lại. Nó quanh liên tục. Mình chạy mình không buồn ngủ. Khỏe khua nữa. Đẩy lên dốc rồi thả chạy xuống. Đừng đẩy con nổi. Cứ ôm vòng tròn không. Xong rồi ôm bên phải, ôm bên trái xong rồi ôm phải.
gân khô tiếp tục. Dốc Quy Hòa. Nhìn lại trớn. Tới Sài Gòn rồi mới bỏ vô đi Hồng Ngự. Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Đi từ đây xuống rồi. Thì từ nhiều khi Hà Nội vô. Lên dốc. Dốc Quy Hòa. Lên dốc xuống dốc cua chỏ đi. Không có ngực cây đá không này sao leo nổi lúa làm lúa leo nổi lúa làm rẫy nè cây đá không cấm ô tô. Anh chạy đường này mà. Nhưng mà chị Google chỉ quanh ở đó. Chị Google chỉ đi đường đó và mình dòm có bản cấm ô tô các bạn. Chị Google này dữ quá. Chỉ mình đi vô đường đó đầu đường mình thấy bản cấm ô tô. Ở đây có view nhìn xuống thành phố Quy Nhơn rất là đẹp. Tiếc là dốc không ngừng được.
có hai cái làn dừng khẩn cấp, quá đẹp. Nhìn xuống Quy Nhơn quá đẹp. Dốc tiếp. Dốc thì không sợ, mà sợ cuối dốc là một cái hẹo. Hẹo cong. Phải không phải là lên đường. Chúng ta phải chạy cẩn thận. Còn là thả dốc số 4 với số 3 không? Thẳng bớt. Vậy nè, có mát này gì? Và mình xin kết thúc video ở đây.